Già dạ Thiên tập 486 Lúc bây giờ, trong đó đại thống lĩnh của thần đình trẻ tuổi đều đã đến đây. 300 năm qua, hắn được xưng là một trong tam kiệt mạnh nhất trong thế hệ này. hiển nhiên, mọi người đều có điều cố kỵ, cho dù thật sự có thể trong bóng tối giết chết Diệp Phạm, cũng không dám tùy tiện động thủ. Một khi để bại tội, tin chắc sẽ có rất nhiều người dơ lên đại kỳ công khai thảo phạt mặc kệ là nói như thế nào, trước mắt còn không có người dám tuyên dương công khai trắng trợn giết chết Diệp Phạm. Đây là muốn nghịch thế, muốn là địch với cả sinh linh thế gian. Có rất nhiều tu sĩ đối địch, hy vọng Diệp Phạm sớm một ngày diệt vong, không muốn hắn sống sót. Họ luôn cảm thấy hắn là một nhân tố không ổn định, phải luôn nghĩ mọi biện pháp để mong muốn này trở thành sự thật. Bên ngoài đại tình này là khu vực biên cương thuộc thần đỉnh thống trị có đại quân vô cùng tận gần như bao phủ hết thảy nơi đây nhân mã nhiều như vậy đi tới chỗ giao giới tình vực diệp phàm bọn họ chỉ đứng trên tinh tú nơi này cũng có thể cảm nhận được rõ ràng uy áp cuồn cuộn trong vũ trụ một hồi đại chiến đổ máu dường như càng ngày càng gần hơn diệp phàm bọn họ đứng trên lưng huyết nha đi ra ngoài không gian có thể nhìn thấy ở xa xa tình kỳ pháp phới bày bố trong vũ trụ thành một đội hình bao đa hùng vĩ thánh thể diệp phạm xuất hiện, hắn thực cho rằng chúng ta không dám động thủ sao? Chẳng lẽ nghĩ rằng từng đại chiến với trí tôn trong cấm địa sinh mệnh, loại vinh quang này trở thành là tấm bùa hộ thân sao? Có bình cường tướng hãn rất không phục, ở trong tinh vực lạnh lùng nhìn chăm chăm nơi này, nhưng vì không có nhận được mệnh lệnh đại chiến, không dám vọng động tự ra tay. Bên kia, ở khu vực thuộc thống trị của thiên đình, vùng đất biên cương cũng đại kỳ dày đặc đang đăng sát khí. Cường giả các tổ phong vương đều đến đây, đều điều động nhân mã của mình, canh không gian nhìn nhau như hộ rình mồi. Thần đình và đại quân thiên đình cách một khu vực nhìn nhau từ xa. Bất cứ lúc nào đều có thể động thủ, mà mảnh đất giảm sóc ở trung tâm chính là tòa thần phạt thành này. Tương truyền, ở năm tháng dài lâu trước kia, nơi đây là một đại tình sinh cơ bừng bừng, chỉ vì một hồi kịch chiến làm cho nơi này trở thành vùng đất tai họa. Nghe nói, lần đó liên quan đến song phương đã tổ chức thần và địa phủ. Trận chiến ấy đánh tới trời sụp đất nứt, quỳ khóc thần gào. Ngay cả đại đế trận văn gần như không xuất mẹ, cũng đều bị phá hủy. Lịch sử kinh người tương tự, ngày nay lại là hai tổ chức lớn đối lập sắp quyết chiến tại đây. Ngày nay trên tinh tú này chỉ còn lại có thần phạt thành, cũng không còn có đế văn thủ hộ, có thể sẽ hoàn toàn trở thành bụi bặm của vũ trụ. Diệp Phàm, Hắc Hoàng, Lệ Thiên, Yến Nhất Tịch, Trầm Tĩnh khổng gấp lại quay về thần phạt thành, vẫn không hề quan tâm tới đại quân ở bờ bên kia, dường như không có ý sợ hãi, thật ổn trọng, thật không sợ ta khai hỏa một cái, đại quân đánh tới tiêu diệt toàn bộ bọn chúng sao? Người trẻ tuổi không lâu mới đầy đứng trên ngọn núi Cụt hừ lạnh rồi nói, hắn chính là một đại thống lĩnh trẻ tuổi nhất của thần đình, được xưng là một trong tam kiệt mạnh nhất 300 năm qua đã nhân tài mới xuất hiện khó lường tên là vũ mặc đừng người chủ thần đình thu đàm đệ tử chân truyền đạo nhân tóc trắng xóa ở bên cạnh hắn Lại là một thống lĩnh tuổi già của thần đình lúc này cũng điếu chân mày diệp phàm trầm tĩnh như vậy chẳng lẽ đúng thật là không sợ hãi sao báo cáo Thánh thể diệp phàm đáp ứng lời bắt đầu giảng đạo của thần phạt thành không ít người đều đi dự thảo luận kinh văn trình bày và phân tích cảm ngộ Tù đạo của mình rồi ạ à có nhân mã của thần đình trước tiên do thám biết được độc tĩnh trong thần phạt thành chạy tới bẩm báo lập tức làm cho đại thông lĩnh trẻ tuổi vũ mặc mày kiếm dựng thẳng đứng đây là đang coi rẻ bọn họ sao đi chúng ta đi nhìn thử xem cũng đi vào thần phạt thành đi một nữ nhân thành ầm mang theo tử tính mang theo một loại gợi cảm mang theo một loại mị lực kinh người nghiên nữ của người chủ thần đình đến đây rồi được một vị sắp thành đạo thu làm con gái thân phận này càng có thể là nói cực hạn hiền hách. Con gái của người sắp thành đạo, bất kể đi đến đâu, đều sẽ làm cho người ta kính sợ. Thần phạt thành rất lớn, bao bọc trong đó một số ngọn núi. Trong đó một khối khu vực có nằm ngọn núi đá cùng tồn tại giống như nằm ngón tay. Ngày thường là nơi để tu sĩ đàm pháp luận đạo. Một ngày này trên đạo đài chỉ ngồi một mình xìa phàm, đang giảng giải tâm đắc tu luyện của hắn trước đây. Quả thực dẫn tới rất nhiều người đến đây hay trong một loại loạt âm đại đạo. Đáng tiếc cũng chỉ còn lại những kinh nghiệm này. Thánh thể còn có thể chiến một trận hay không? Vũ mặc đáp xuống, hắn rất trực tiếp. Khi đi nửa đường, hắn đã quyết định hạ quyết tâm, không thể để mặc cho Diệp Phàm cứ tiếp tục như vậy. Có cổng tinh với các tộc, không thể luôn luôn được người nhắc tới. Có điều, đó đều đã giả dối. Nếu cứ thế mãi, danh tiếng của thánh thể sẽ càng ngày càng lớn. Hôm nay, cho dù không sinh tử quyết đấu cùng Diệp Phàm cũng phải tước ra mặt của hắn ra, làm cho hắn rớt đài, sẽ xuống phần hào quang của hắn. Cho dù là mọi người có thể sẽ bất mãn đối với hắn, hắn cũng muốn làm như vậy. Phải làm cho Diệp Phàm từ thần đàn rơi xuống, để cho mọi người nhìn thấy. Ngày nay, người này chỉ là một phàm tu tục tử. 300 năm trước, cũng chỉ là một đoạn thời gian lịch sử riêng biệt của Diệp Phàm mà thôi. Trùng hợp nên thánh thể Diệp Phàm mới hiền lộ ở thế gian, phát ra vầng hào quang thôi. Nghĩa nữ của người chủ thần đình nhíu mày, nhưng cuối cùng cũng ngầm thừa nhận. Mặc dù hắn hành động, đạp đổ thần tượng của Diệp Phàm từ trên đài cao rơi xuống dưới. Người trẻ tuổi không biết tôn trọng tiền bối cũng thôi đi. Cuồng vọng như vậy, chỉ tỏ rõ người đúng thực là hạng người vô tri và nông cạn. Hắc Hoàng thực không cách giáo nói ra, thậm chí vươn ra một móng vuốt lớn chuẩn bị ra tay. Vũ mặc cười lạnh rồi nói, trên thế gian, đời nào cũng có nhân tài xuất hiện, mỗi thời đều có nhân vật lừng lẫy mấy trăm năm. Có một số người già đáo, nếu đã tàn phế thì nên quy ẩn, không nên tiếp tục xuất hiện nữa. Hắn biết hậu quả của những lời nói này hơn phần nửa sẽ bị thế nhân khiển trách, nhưng hắn chính là muốn tước mặt mũi của Diệp Phạm xuống, phá vỡ sự thực được các tộc tôn trọng này, kéo hắn rơi xuống thần đàn. Qua một lần, hai lần rồi nhiều lần, nếu như sinh ra tranh luận, rất nhiều người phải đối thánh thể. Cái gọi là vầng hào quang của Diệp Phạm sẽ ảm đạm, sẽ không được người ta ủng hộ nhiều đến như vậy nữa. Ta xem ra, người thực là muốn chiến một trận cùng ta có phải không? Diệp Phong ngồi xếp bằng trên đạo đài, thần sắc bình thản, không vui không buồn, nhìn về phía vũ mặc. Có chút ý niệm trong đầu, đáng tiếc người đã không phải người của năm đó. Nghe nói 10 năm nay, người càng ngày càng xa sút không còn lực chiến một trận, thật khiến người ta thất vọng mà. Vũ mặc hạ xuống mặt đất, mọi người ồ lên, rõ ràng là người của thần đình tới kể chuyện. Trong lời nói có quá nhiều bất kính, đã biết tình trạng của Diệp Phàm mà còn ép bức như vậy. Đứa nhỏ này để bồn hoang đến giáo huấn người, để cho người biết cái gì mới là cường giả. Hắc hoàng như một yêu thần hạ giới, toàn thân đều bao phủ trong sương mù, huyết khí như biển cả mênh mông Diệp phàm khoát tay áo không cho Hắc hoàng động thủ. Hắn nói, ta quả thật xảy ra một ít vấn đề, tuy nhiên cũng còn có thể chiến một trận, đứa nhỏ kia đến đây đi, ta ra tay với ngươi. Hắc Hoàng nghe Diệp Phàm nói lời này, trong lòng nhảy rộn lên, hắn thật sự sắp đi tới một bước kia sao? Nó là bị ai của trăm vạn đại quân thần đỉnh, vì tất cả người tới đây công sát, hắn mà thở dài thôi. <laughs> ta chờ mong đội quân thần đỉnh vô tận này, trợ giúp tiểu Diệp Tử phá kén thành bướm, tốt nhất thời các mấu chốt có phó giáo chủ đi theo đến đánh chết hắn. Tía Hắc Thủy cũng thực là hưng phấn, nhưng hết thảy đều là che giấu ở tận đáy lòng, không hề để lộ ra. Vũ mặc thần sắc lạnh lùng vô tình mà nói, vạn Nhật đánh bị thương người, ta sợ bị thế nhân thoá mạ, ta không thể giống ngươi, toàn thân đều bao phủ vầng hào quang, không ít địa phương đều có đắp phò tượng của ngươi. Không quan hệ, ngươi cứ việc đến đây đi. Diệp Phạm nói, vũ mặc cười lạnh rồi nói tiếp, một khi đã như vậy, đừng trách ta ra tay nặng, nếu thật sự không kiên trì được, người có thể kêu lớn lên. Không nói gì khác, nhưng từ chiến tích mà nói, nhiều năm qua như vậy, có mấy người dám bất kính với Diệp Phàm Hắn nói lời quá đáng như vậy, rất nhiều người đều vẫn nộ. Thần Phạt Thành lập tức rơi vào im lặng. Thời gian đã cách nhiều năm như vậy, Diệp Phàm còn có thể ra tay sao? Vẫn luôn có lời đồn đãi, thân thể hắn dường như càng ngày càng tệ hơn. Mười năm trước, ở đế quan, hắn còn có thể mượn dùng thần liên trật tự trong máu chiến một trận nhưng mới đây không lâu có người truyền ra bí văn ngày nay ngay cả thần liên trật tự diệp phàm cũng không thể vận dụng nữa vũ mặc ra tay trực tiếp vỗ vào trên ngực diệp phàm thanh thể nhưng đại không có tránh đi mọi người đều rung lên trong lòng thầm than anh hùng mạt lộ ngay cả một kích như vậy cũng không thể tránh được sao trên mặt của vũ mặc lộ ra một vẻ cười trầm biếm tràn ngập trào phúng vừa muốn nói gì nhưng mới hé miệng, đột nhiên thần sắc hắn thảm biến. Trong lòng hắn thầm cả kinh kêu lên. Sao lại thế này, đại đạo mảnh nhỏ của ta? Vũ mặc muốn kêu to lên, nhưng trong miệng lại không thể phát ra tiếng. Thân thể không thể nhích động, chỉ có thể gào to trong lòng. Mọi người không biết tình cảnh đó, chỉ thấy Diệp Phàm bị Vũ mặc đánh một trường trúng ngay ngực. Tất cả đều vì hắn mà cảm giác bị ai bộ trận. Thời kỳ huy hoàng của thánh thể thật sự đã trôi qua rồi sao? mới vừa đối mặt một cái mà thôi, đã bị người ta đánh trúng như vậy, có loại thê lương của anh hùng tuổi xế chiều. Đáng tiếc, trận chiến 300 năm trước đã hủy diệt một vị kỳ tài ngút trời. Vốn trước đây, hắn đã chiếu sáng hào quang vạn trượng, tương lại có thể khiêu chiến với đại đế cổ, có thể chinh phạt trí tôn trong cấm địa sinh mệnh. Thế mà ngày nay lại rơi vào kết cục như vậy. Hoài phòng một cõi của hắn, theo năm tháng từ nay về sau, một đi không còn trở lại nữa có không ít người đều thở dài. Đây là một cái kết cục khiến người ta cảm thấy bất đắc dĩ, mà trong lòng lại chua xót. Một anh Kiệt vốn phải là vô địch đương thời. Kết quả lại là giả đua và chỉ độn đến nồng độ này. Năm tháng quả là vô tình, đã lấy đi quá nhiều thứ. Trên mặt của người thần đình tới đây đều nổi lên vẻ cười lạnh lùng. Bọn họ vui mừng khi nhìn thấy cảnh này. Vũ mặc mới vừa lên tới, điện đánh một trường trúng thánh thể Diệp phàm kẻ chấn nhiếp một cái thời đại xa xưa điều này là nhục nhã thật lớn cho hắn, dù không biết hắn, kéo hắn xuống thần đàn cũng chỉ là vấn đề thời gian. Tâm tình mọi người phức tạp vô cùng, Diệp Phạm bại quá nhanh, một chiêu mà thôi, rất nhiều người cũng không cam lòng, muốn sông lên phía trước giải cứu, không đành lòng nhìn thấy hắn chịu nhục. Người của thần đỉnh các người thật quá đáng, một trường hạ xuống rồi đuôi đi, làm gì còn nhục nhã người ta như vậy, chậm chạp không chịu nâng lên. Con người tính tình cường liệt không kiềm đổi, lớn tiếng quát lớn, bình bịch mấy bước, nhanh tới phía trước định xuống tay. 300 năm qua, một thế hệ mới quật khởi, nhất định đã sinh ra rất nhiều anh hùng và cường giả, mà không ít người đều đã từ nhỏ đến lớn nghe truyền thuyết về Diệp Phạm, tự nhiên rất kính trọng hắn. Chỉ trong nhanh mắt đã có gần cả trăm người định ra tay, thần phạt thành tuyệt đối không ít cao thủ. Đây là một khu vực không ai quản lý, mà lại phồn hoa một cách thần kỳ, lại thường xuyên có đại thánh tới đây trao đổi thần vật, cổ kinh các thứ. Thần đình các ngươi khinh người quá đáng, quyền năm đó thánh thể đã từng làm cái gì sao? 300 năm qua, hắn có thể sống sót cũng đã rất không dễ rồi. Các người chẳng những không tiếp nhận những chuyện hắn làm kia mà còn khi nhục như vậy, thật quá đáng. Mấy người cầm đầu tính tình nóng này, trong đó có một người cầm trong tay đại phủ xé mở ra hư không, công tới phía trước. Một vương thần đình lập tức đứng trong một hàng người, trong đó một người trung niên cầm chiến qua trong tay chặn ngang con đường phía trước hắn cũng chính là đại thống lĩnh của thần đình tên là vũ lan trên mặt mang theo vẻ chế nhạo cười lạnh mà nói trừ vị đây là muốn làm cái gì một trận chiến này là đã qua thánh thể diệp phàm đồng ý mới tiến hành hơn nữa vũ mặc từng nói qua diệp huynh nếu như không địch lại hoặc là không chịu nổi có thể kêu lớn trận chiến lập tức sẽ ngừng lại ngay sắc mặt của mọi người đều biến đổi loại câu nói này thật đáng giận đầu cầu đó đều có mảnh may kính ý và thành khẩn, sắc mặt như vậy làm cho người ta rất muốn tát cho hắn một trận tại đường trường. Một đám người lập tức phóng vọt lại đây, các loại pháp bảo bay múa cùng nhau cùng tới phía trước. Thế nhưng người ở đối diện cực kỳ cường đại, đó là cường giả xưng tôn làm tổ tông thống lĩnh một vực của thần định, cường đại hơn những người này. Ở trong tiếng bình khí vỡ vụn, một đám người xông lên trước hết, tất cả đều bại lui mấy người đứng đầu còn phun ra một ngụm máu lớn, bị thương nặng, suýt nữa thường đến tính mạng của mình. Các người thật kinh người quá đáng, nhục nhã thánh thể diệp phạm như vậy, lương tâm vứt bỏ đi đâu. Các người đều đã cường đại như vậy, nằm đó khi hắn trình chiến với trí tôn trong vùng cấm, như thế nào không ló đầu ra chiến một trận, khi đó các người trốn ở đâu. Ngày nay thân thể của hắn suy bại, các người mới dám nhảy ra, không hiềm làm kẻ vô sỉ sao. Có rất nhiều người cả giận mà quát mắng, nói không thể nói như vậy. Đây chỉ là một lần luận bàn bình thường mà thôi. Vũ mặc thống lĩnh cũng sẽ không lấy tính mạng của hắn. Hơn nữa, trương vị không cảm thấy có điểm quá phận rồi sao? Diệp đạo Huỳnh đàm đó quả thật có chút công tích, nhưng cũng không thể đẩy hắn lên thần đàn như vậy. Điều này không phải là kính trọng hắn, mà là đang làm hại hắn. Chúng ta chính là muốn cho mọi người thành tỉnh nhận thức về hắn. Hắn chỉ là một con người không hơn không kém. Ở phía đối diện, đại thống lĩnh tên là Vũ Lan kia tiến lên, trên mặt mang theo vẻ cười thản nhiên, ngăn chặn đường tiến của mọi người. U nhược nghĩa từ của người chủ thần đình có một dùng mạo thành lệ xuất trần. Giờ phút này, sắc mặt bình tĩnh cũng không nói gì, nhưng không có ngăn cản hết thảy, chính là một loại thái độ của bản thân. Ô, có gì đó không đúng. Lão thống lĩnh tuổi già của thần đình kia rốt cuộc có cảm giác không đúng. Bàn tay của Vũ Mặc dán trên ngực của Diệp Phàm, thời gian không khỏi quá lâu đi, mặc dù đã có lòng làm nhục nhã đối phương cũng không phải cứ như vậy mà lúc này có một số người rốt cuộc cũng cảm thấy có điều không thích hợp sắc mặt của vũ mạc thực cổ quái từ lúc ban đầu đầy vẻ trà phúng nên bây giờ lại trắng bệch chuyển biến thực đột ngột giống như là cặp phải quỷ vậy đột nhiên trong miệng đại thống đĩnh vũ mạc trẻ tuổi nhất của thần đình ho ra một ngụm máu thân thể chấn động mãnh liệt rồi sau đó lào đảo mọi người đều nghe tiếng vang của xương cốt tuyết vỡ rồi hắn như là một đống bùn nhão ngã xuống. Vũ mặc thống lĩnh đại nhân. Một phương thần đình, mọi người đều cả kinh kêu lên. Tất cả đều biến sắc. Sự tình phát sinh thực đột ngột. Rõ ràng là Vũ mặc đánh ra một trường trúng ngực Diệp Phạm. Như thế nào, kết quả lại là chính hắn ngã xuống cửa chứ. Một đám người rất nhanh phóng vọt tới phía trước. Nhất là mấy vị đại thánh đều tế ra pháp khí. Nhiều binh khí như vậy đồng loạt công tới hướng Diệp Phạm, quyết hạ độc thủ chung quanh rất nhiều người khó chịu. Vừa rồi người của thần tình cản lại, không cho quấy rầy hai người kia quyết đấu. Nhưng hiện tại, chính mình lại trực tiếp tham dự vào. Thật sự là hai tiêu chuẩn cá biệt. Có bồn tọa ở đây, các người không cảm thấy quá phận sao? Hắc Hoàng Điểm nhìn nói, một tấm đạo đồ bay ra, làm cho phiến hư không này hiện lên sương mù dày đặc, lộ rõ sự cường đại của nó. Nhưng nó suy nghĩ lại, vẫn không ngăn cản, ánh mắt lộ ra vẻ cổ quái. Vũ mặc, Người làm sao vậy? Những người đó hồ to. Vụ mặt thân thể yếu đuối gần như nửa quỷ sụp xuống, rất là không cam lòng, nhưng không khống chế thân thể được, sụi lơ ở nơi đó. Từ thế này khiến hắn vô cùng khó chịu. Vừa rồi còn rất ngạo khí, không quản tới bốn phương, hùng thị cường giả trừ thiên. Kết quả đào mắt một cái, liền phụ phục ở dưới chân diệp phàm. Ta dường như bị chính mình đánh bại, làm mảnh nhỏ đại đạo của ta xuyên thủng chính thân ta. Hắn giàn nan rồi nói, từng mảnh pháp bảo bay lại đây, rơi xuống trên người Diệp Phàm rốt cuộc hắn ra tay, trường chỉ trong suốt đánh trúng từng kiện từng kiện, vang lên tiếng răng rắc không dứt bên tai. Ai cũng không biết đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, trường chỉ của Diệp Phàm pha chạm với những bình khí kia, lập tức đạo ngần trong bình khí tấn công mà ra, toàn bộ đánh vào trong thân thể hắn, làm cho hắn chấn động mãnh liệt. Nhưng rất nhiều binh khí tự thân lại đều nứt nẻ. Vũ mặc sắc mặt tái nhợt phụ phục ở dưới chân Diệp Phạm như là đối mặt với một vị vương phổ thượng. Hắn cảm giác thực khuất nhục, lời nói hùng hồn đã nói ra miệng. Nhưng hiện tại lại là tư thế này làm cho hắn hận không thể đầm đầu xuống đất, chết đi cho xong. Cường giả thứ ba một thế hệ trẻ tuổi, 300 năm qua, tuy rằng là theo cách nói của riêng thần định, nhưng cũng đủ để chứng tỏ hắn có thần tư ngút trời và thiên phú tù đạo không gì sánh nổi. Đáng tiếc, được bao phủ trong vầng hào quang bực này vẫn chỉ có thể quỳ phục ở dưới chân thánh thể thân thể suy nhược kia mọi người đều ngây dại ra vừa rồi còn lo lắng cho diệp phàm cảm thán anh hùng tuổi xế chiều cảm thấy thê lương thay cho hắn hiện tại lại là cảnh tượng này rất nhiều người sau phút hóa đá lại lớn tiếng hoàn hồ sát trung điền đại thông lĩnh vũ đan xuất đỉnh hơn bởi vị cường giả tuyệt đỉnh đánh tới không dám dùng thân thể công kích không quản tới binh khí đã nứt nẻ trực tiếp tế ra các loại đạo pháp đánh lên trên người Diệp Phạm. Thần quang che lấp mặt trời, đạo pháp xông lên tận trời, rồi xảy ra chuyện khiến người ta giật mình kinh sợ. Thân thể Diệp phàm bị đánh run lên, nhưng Thủy Trung vẫn đứng sừng sững không ngã. Hắn cũng không có trả đòn, thần sắc lạnh đạm nhìn quét qua mọi người. Điều này quả thực làm cho mọi người hoảng sợ. Mạnh nhỏ đại đạo của ta, đại thống lĩnh Vũ Lan kêu đến sợ hãi thành tiếng hắn cảm giác toàn bộ thân thể đều trống không. Chỉ trong nhánh mắt như là hóa thành phạm nhân từ trên chín tầng trời rơi xuống địa ngục. Những người khác cũng đều thành sắc trắng bạch, so với hắn càng sâu đậm hơn. Không ai nói nên lời, cảm nhận thân thể vô cùng trống rỗng. Một thân đạo hành và tinh khí thần đều bị hút sạch. Chỉ còn lại có một thể xác. Đây là một loại hư thoát, mảnh nhỏ đạo pháp tiết vào trong thân thể đối phương. Trong cơ thể Diệp Phàm truyền ra một chút thanh âm vỡ vụn, nhờ vị đại thánh cương mãnh công kích một thân đại đạo toàn thân bị cướp đoạt đang rèn luyện máu thịt của hắn thân thể hắn giống như một cái lò lớn mảnh nhỏ đại đạo của địch nhân đều là lửa hòa tan vào với pháp và đạo của chính hắn đồng thời đặc ấn căn nguyên đạo tắc của những người này cũng lưu lại một đạo ngân ở trong này bị tâm thần của hắn nhìn quét qua mười năm nay hắn đuồn ngộ pháp quan sát đại thế của thiền địa thể nghiệm lực lượng của lưỡi đạo năm tháng xem chính mình để cái hỏa lò thiên địa nấu chảy hòa tan hết thảy pháp và đạo bách kinh vạn pháp dường chung một lò rèn luyện bản thân chính mình pháp và đạo của hắn không hề biến mất vẫn luôn luôn tồn tại hơn nữa đạo hạnh cũng đang trong tăng trưởng chỉ là bị phong bế ở trong máu thịt của chính mình không có thể vận dụng mà thôi hắn cần có một quá trình tỏa hóa như phượng hoàng tắm trong lửa mới có thể sống lại mà hắn thì phải tắm trong vạn đạo mượn lực lượng của Bách Kinh luyện chế bản thân mình để chính mình tân sinh. 300 năm trước, Diệp vằm điều mạng huyết chiến với trí tôn trong cấm địa sinh mệnh, gặp ảnh hưởng có thể đau khổ cả đời. Cả người quả thật đã phế đi phân nửa. Nếu không có gì bất ngờ, cả đời hắn đều chỉ có thể dừng lại như thế. Với áp chế nghiêm trọng như vậy, chẳng các nào mang cho hắn không xiềng trật tự khó có thể đánh vỡ. Thế nhưng, sự tình gì đều có hai mặt của nó. Từ một góc độ nhìn khác, điều này không hẳn không phải là một loại tôi luyện và kỳ ngộ áp chế càng quan độc được bắn ngược lại càng lợi hại một cái vùng vẫy thoát khỏi nhà giam có lẽ hắn sẽ như rồng bay về trời ngầm một tiếng 33 tầng trời đều phải rung chuyển 300 năm qua hắn sống cũng không tính uổng phí trong quá trình trọng tổ thân thể hắn mơ mơ màng màng nhưng máu thịt lại lạc ấn pháp tắc của trận chiến với trí tôn như một thành tiền kiếm tôi luyện trong 300 năm sắc bén tới cực hạn đây là nguyên nhân vì sao hắn chưa từng tu luyện mà thân thể lại càng khủng bố hơn như vậy. Đây là nhờ dấu vết đạo tắc trong tác chiến với trí tôn mà luyện thành. Hơn nữa, tuy rằng hắn hôn mê, nhưng tiềm thức cũng không hề ngủ say, vẫn luôn ở vào một loại trạng thái đặc thù. Trong đầu của hắn có mấy đại địch, phân biệt là chủ nhân luân hồi, trí tôn quang ám, thạch hoang, chủ nhân thần khư, trí tôn khí thiên. Hơn 300 năm trước, hắn từng mặt đối mặt với những người này, từng giao thủ chiến một trận, nên trong quá trình tái tạo máu thịt của hắn, ở chỗ sâu trong tiềm thức, luôn luôn tiến hành thôi diễn và địch với những người này. Hình ảnh chiến đấu ngày đó không cần phản chiếu trong óc hắn. Không chỉ có hắn trình chiến cùng với địch nhân, mà còn bao gồm hình ảnh hư không đại đế, hàng vũ đại đế quyết chiến với trí tôn. Có thể nói, đây là tài phú để tu luyện quý giá nhất thế giới. Mười năm nay hắn gộ đạo, thăm dò Pháp, đều đại ở chốn hồng trần, cùng với cơ tử nguyệt, cùng nhau đi dạo khắp núi rừng sông suối. Tiềm năng thức tỉnh, tiềm thức hơn 300 năm sống lại, bị hắn cảm nhận được, làm cho hắn ngộ đạo thành cuồng, thiếu chút nữa đã hóa đạo luôn. Cảm thụ của hắn quá sâu sắc, bất cứ trận tranh phong nào trên thế gian, so ra đều kém đại chiến với trí tôn. Hắn từng trải qua loại này, có thể là bất hạnh, nhưng cũng có thể gọi là một loại may mắn. Có thể nói, bản thân của hắn gặp phải trường đại kiếp nạn sinh tử này coi như đã chết một lần, gian nan sống lại. Nếu như thông hiểu mấy thứ đạo lý này, còn hơn là liên tục đại chiến trong do thành mưa máu. Hình ảnh đại chiến trí tôn cùng với những pháp tắc và đạo văn trật tự kia vẫn như cũ còn có dấu vết ở trong cơ thể hắn. Căn nguyên của hắn đến nay vẫn còn tồn tại cùng với những thứ tác chiến kia. Đây cũng chính là một trong nguyên nhân hắn mất đi một thân mảnh nhỏ đạo pháp. Trong cơ thể của hắn có rất nhiều thứ gì đó nhưng hắn cũng không cần so đo suy tính. Ngày nay, hắn cần chính để thu phục tất cả đạo và pháp dưới bước chân của mình, để mình bao trùm phía trên hết thảy. Ngày nay, hắn là một cái hỏa lò thiên địa, cần ngọn lửa của vạn đạo để rèn luyện bản thân mình, cũng với chờ mong được như Phượng Hoàng tắm trong lửa, tái tạo thân thể mới. Bản thân là hỏa lò, tiếp dẫn ngọn lửa đạo nguyên của vạn vật, luyện chế máu thịt, tôi luyện nguyên thần, mà đây chỉ là một khởi động. Vũ Đàn kêu lên sợ hãi, cũng không thể thay đổi được sự thật. Mạnh nhỏ đại đạo của hắn vọt vào trong cơ thể đối phương một cách kỳ bí. Hắn không biết đã xảy ra chuyện gì. Một lát sau, lại quay ngược trở về. thân thể mười mấy người này đều run rẩy dữ dội. Tất cả đều đứt gần gãy xương. mà nguyên thần của bản thân đều bị đánh nứt ra, bị thường nghiêm trọng. Những người này đều không ngoại lệ, đều mềm nhũn ngã xuống trên mặt đất. Tất cả đều phủ phục ở dưới chân Diệp Phạm, như một đống bùn nháo không thể nhúc nhích. Toàn cảnh này khiến mọi người đều chấn động. Trong thần phạt thành, bất kể là một phương diệp phàm, đều hay là một phương thần định, hoặc là người tập trung đang xem cuộc chiến, tất cả đều như hóa thành đá. Đại thông lĩnh thống ngự một vực của thần đình, tuyệt đối là trí cường giả trong đại thánh, ngạo thế mà đi. Thế nhưng ở trước mặt thánh thể Diệp Phàm sớm đã tàn phế phân nửa trong truyền thuyết này lại không chịu nổi như vậy. Vừa rồi còn kiêu ngạo tự mãn, hiện tại từng người đều quỳ phục ở nơi đó, dãy ruộng không đứng dậy nổi, mỗi người đều đầu đầy bồ hôi, thân thể co rút và sợ run. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Chẳng lẽ thánh thể Diệp Phàm sắp một lần nữa quật khởi ư? Trong cơ thể hắn, vẫn như cũ không có dao động đại đạo, ngay cả thần liên trật tự cũng không thể vận dụng. Nhưng vừa rồi, vì sao lại quỷ diễn như vậy? Đây là pháp và đạo loại gì? Ta dường như thấy được thánh thể một lần nữa trở lại đỉnh phong sắp sửa bắt đầu khởi điểm mới chiếu sáng vũ trụ rồi. Có không ít người nói nhỏ nhỏ, các tu sĩ nghiêng về phía Diệp Phạm, tất cả đều phấn chấn, trên mặt từng người đều lộ ra vẻ hưng phấn, vô cùng trở mong, không tự kìm hãm được, siết chặt nắm tay. Cường giả của một phương thần đình thì từng người mặt mày xanh mét, một hàng người phủ phục ở dưới chân Diệp Phạm, phía trước kia trông thật chói mắt, trong đó có thông lĩnh của họ, có hộ pháp của họ lại khuất phục quỳ ở nơi đó. Ôi, thói đời hiện nay, người có bản lĩnh thường bĩu môi không hé răng, vẻ không có chút bổn sự cả ngày cứ kêu gào loạn bậy. Nhìn cái gì vậy? Chính là nói các người đó, đừng trưng mắt, thật nếu có bản lĩnh, người đã không phải quy ở chỗ này. Hắc Hoàng luôn luôn là miệng lưỡi rất độc địa, lúc này đương nhiên nó sẽ không bỏ qua cho đám người kia. Người dám sao? Vũ Mặc là kỳ tài một thế hệ, sắc mặt đỏ rực, máu đều sắp phun ra. Đám người Vũ Lan cũng đều sắp phát điên. Hôm nay, bọn họ trải qua hết thảy thật sự là một loại vô cùng nhục nhã. Các người không phải đều rất lợi hại sao? Đều tự thống ngự một khu tình hải. Như thế nào, kết quả đều quy cối ở nơi này rồi. Hạ khoảng tiếp tục đả kích tiếp, hùng hăng chọc vào vết sẹo của bọn họ rồi nói. Rác rưởi chính là rác rưởi. 300 năm trước, khi đối mặt với trí tồn trong câm địa sinh bệnh, các người khiếp nhược, từng người đều chạy trối chết, không dám xuất hiện. 300 năm sau, gặp phải người từng chiến một trận với chi tôn gian nan còn sống trở về cả người lại giống như gà chết từng người tranh nhau giành sông tới phía trước nghĩ rằng chiến bại một thánh thể tàn phế như vậy là được danh chấn vũ trụ hay sao ta khinh một đám rác rưởi vẫn là bị đánh bại vĩnh viễn không thắng được trong thần phạt thành rất nhiều người nghe nói như vậy cùng nhau ồn ào phụ họa theo hồ to thống khoái hạc hoảng phun máu đền đầu những người này làm cho bọn họ đều cảm thấy đáng phải như thế tuyệt không thể đồng tình với chúng được. Mọi người thần đình hẳn không thể tìm được lỗ đất nứt mà chùi xuống. Bọn họ rơi vào kết cục này hoàn toàn là gieo gió gạt bão. Giờ phút này, trong cơ thể Diệp Phàm có một vài chỗ sáng lên như là một ngọn đếm chiếu sáng chập chờn Trong bóng đêm, lấp lánh hảo quang hy vọng sáng ngời. Bộ phận máu thịt sáng lạng mà trong suốt bắt đầu phát sáng trực rỡ, nở rộ dáng màu sáng rọi. Chiến! Thần đình có người quát lớn, hiệu lệnh cho đại quân vô cùng vô tận ngoài không gian, chuẩn bị đánh tới đây, muốn phát động ở trong này một hồi hạo kiếp tận thế. Diệp Phạm đứng trên lưng huyết nha, sầu đền tận trời. Hắn đang cần ngọn lửa của vạn loại đạo, dưỡng trong đạo đồ thần thể, để rèn luyện báo thịt và nguyên thần, tái tạo chính bản thân của hắn. Điều ấy là tốt nhất. Thế rồi từng chiếc, từng chiếc chiến xa đồng thau ù ù mà đến. Nơi bánh xe đàn qua, bầu trời đều lay động, trên xe đứng hàng hàng binh sĩ từng người đều mặc giáp trụ đồng thau cầm trong tay chiến quà sáng bóng lạnh như băng mũi nhọn sắc bén nhìn thấy mà phát lạnh trong vũ trụ u ám lạnh giá đại quân thần đình vô cùng thận đánh tới đồng nghìn nghịt, cuồn cuộn mãnh liệt tràn ngập sát khí làm cho lưng người ta đều nổi lên một lớp da gà huyết nhà hiền lộ ra bàn thể khổng lồ hai cánh dương ra dài đến mấy ngàn trượng chờ diệp phàm xé trời bay lên ra ngoài không gian rằng co với đại quân vô tận. Thần đình hô hào khẩu hiệu phải chiến một trận, từng người đều đau ra khỏi vỏ, tên cải thiên cung đang đang sát khí, thiết y bắn ra hạn khoảng bốn phía, bước tới gần bên này. Vũ mặc là kỳ tài một thế hệ, sắc mặt lục xanh lục trắng, hắn cũng nhảy vọt lên trời cao, mặc dù bị đánh cho trọng thương, hành động gian nan, nhưng đã không còn bị áp lực của Diệp Phàm rốt cuộc thì có thể nhích động. Ngoài ra, mười mấy người đại thống lĩnh Vũ Lan bị thiệt thòi lớn cũng đều bay lên. Từng người sắc mặt xanh mét, bọn họ thật sự là nuốt không trôi cục tức này. Vũ mặc đại thống lĩnh, Vũ Lan đại thống lĩnh, các người không có việc gì chứ? Trên chiếc chiến xa đối diện có người hỏi, thành ầm lành lãnh giống như là chiến mâu đâm vào tường sắt, làm tay người ta sinh đau. Thần đình đây là muốn khai chiến sao? Thiền đình ta tuyệt đối không sợ gây chuyện. Nhưng các người nếu muốn tốt tự gánh đến hậu quả đi. Bên này đông phương xã cũng trống to, cầm trong tay lang nha đại bổng, nửa thân trên cường tráng sáng bóng lấp lánh như là kim khí, tóc tay bù xù, dạ tính mười phần. Người chống lại đều giết hết. Đối diện có một viên thần tướng quát to, hắn ngồi trên lưng một con huyết lần hổ cao lớn, hùng mãnh, đầu đầy tóc đỏ, tùng bay, cầm trong tay một cây búa lớn, phạt ra mệnh lệnh. Chỉ trong nháy mắt, trong thiên địa này liền bạo động, giống như một cơn lũ bất ngờ trút xuống, quét sạch núi đá, Nhìn sóng biển vẫn độ cuốn tới, đất rùng núi lở. Nam nhân đầu đầy tóc đỏ này là người thứ nhất ra tay, mục tiêu chỉ thẳng Diệp Phàm trên đường huyết nha, không thèm đáp lại đồng phường xã. Rõ ràng hắn muốn giết chết nhân vật chủ yếu của thiền định. Đó là một chiến trận đáng sợ. Ở phía sau, tất cả chiến trường thần khoác giáp trụ đồng thau đều là cầm trong tay một cây đại kỳ đây là định dùng đại trận chấn nhiếp thế gian này vây khốn mục tiêu. Còn bà nó chứ. Đồng phương giã tỏ ra phẫn nộ chửi âm cả lên. Nhiều năm qua đi như vậy, Giãn nhân chấn động tình không, ai dám không nhìn hắn cơ chứ. Màn tổng thể phách cứng chắc, nổi tiếng thiên hạ. Trừ Diệp Phạm ra, không có người nào dám cứng chọi cứng với hắn. Nhưng năm gần đây, hắn trình chiến bốn phương vũ trụ, đánh giết tạo ra ủy danh hiền hách, được xưng là man vương, là một lộ thần vương của thiên đình đánh đầu tháng đó không gì cản nổi, chân điếp các vực còn chưa từng bại một lần nào. Tộc phương giả mang theo đàn nhà đại bổng đánh tới, từng bước từng bước bước ra vùng trời rung đất chuyển, như là một người khổng lồ đi trong núi rừng sông suối, vòng trời núi sông đều rung chuyển theo. Hàn vùng cây làng nhà đại bổng đón đánh, hùng nhân tóc đỏ, binh khí của hai người đánh vào nhau, phát ra một tiếng kim khí nổ vang, đình tại nhức óc. Đông lửa văng bắn khắp nơi, vòng trời vỡ nát ra, rất nhiều người đều thống khổ bị tai. Đó cũng không phải là âm ba đơn giản, mà là dao động đạo khuếch tán, vạn vật đều sát. Đây là một hồi va chạm như sao trời va chạm mặt trăng. Cây búa lớn kia nứt nẻ, thân thể hùng nhân tóc đỏ chấn động, thôi lùi ra sau giống như là bị xét đánh trúng. Hộ khẩu bàn tay vỡ ra, máu chảy rất nhiều. Hắn là hùng nhân nổi danh của thần đình, lập tức giống to một tiếng. Phía sau hiện ra các loại thần ảnh đồ đằng trong đó có một đầu sói xanh làm chủ phóng tới. Đây chính là đạo tắc của hắn biến thành là một loại bí thuật cấm kỵ, nhưng dã nhân này càng cường mãnh hơn. Cây làng nhà đại bồng nện xuống, đạo văn bùng nổ khuếch tán, tàn biến tất cả đạo ngân của địch nhân. Nơi này, các loại hào quang bày búa, kinh khí khủng bố chấn động lòng người, đạo phủ lấp lánh như vô số vị thần tướng sống lại ở trong này, đối chiến và vọt tới khắp nơi. Cuối cùng trong tiên điện này chỉ còn lại có một cây làng nhà đại bồng liên tục giáng xuống phụ một tiếng đánh cho một hùng nhân tóc đỏ đứt gần gãy xương bay tung ra ngoài hiển nhiên là hắn không sống nổi bởi vì cái đầu hắn cũng không thấy đâu nửa đoạn thân mình trở thành một đống máu thịt bầy nhảy xiêu xiêu vẹo vẹo rơi vào trong vũ trụ tối đen kia trên trận phía sau không có dẫn tới mảy mảy tác dụng hắc hoàng canh đúng thời khắc mấu chốt ném ra sáu lá cờ nhỏ mà thôi điền cắt đứt đường đi của những người đó chỉ trơ mắt nhìn một vị thống lĩnh bị đánh gục. Người của thiên đình có thể nói không nhiều lắm, chỉ có mấy nhân vật trọng yếu, nhưng lại vui mừng không sợ. Đối mặt với trăm vạn đại quân cũng không hề đùi bước. Và lại vừa lên, điền răng một đòn đánh phủ đầu, lớn tiếng dọa người, khiến mọi người vừa ngạc nhiên vừa thán phục. hiển nhiên, Hắc Hoàng, Đồng Phương Giá chính là muốn hiệu quả này tiến hành uy hiếp. Nhưng sau phút yên lặng ngắn ngủi, bên phía đối diện một kẻ chủ sự đứng trên chiếc chiến thuyền màu đồng xanh, nhiễm vết máu loang lổ sát khí nồng đậm, hạ đạt mệnh lệnh cho vô số chiến xa bao vây, tiêu trừ tất cả mọi người. Trần chính cuồn cuộn và mãnh liệt, vừa nhìn đại quân vô tận như sóng biển, từng đợt từng đợt cuốn tới, thiên điện nứt vỡ ra, cản khôn chấn động ra. Đại quân thần đình chiến trận chỉnh tề, sợ dĩ nhiều người đánh tới như vậy, bởi vì đều có bố trí nghiêm khắc, mỗi người đều là một bộ phận của trận văn, với người đà trận, sát khi ngập trời, trăm vạn đại quân cùng một chỗ, cái gì đều có thể nhấn chìm, đều có thể san bằng, dĩ nhiên chấn nhiếp thế gian. Thế nhưng, bất kể là Diệp Phàm hay Hắc Hoàng đều là cao thủ của đạo này, lập tức ném ra từng cây từng cây đại kỳ, ghim vào trong vòng trời. Trước tiên, phân cách đại quân, cắt đứt liên hệ giữa bọn họ. Sát, không cấp cho bọn chúng cơ hội. Một phương thần đình có người quá to. Đại trận biến hóa, từng chiếc từng chiếc chiến xa không ở cùng một chỗ mà tách ra làm ra mấy khu vực không sợ hắc hoàng bọn họ cắt đứt liên hệ đây không phải là pháp trận bình thường mà là xuất phát từ tay chuẩn đế kẻ nắm trong tay lệnh kỳ chủ sớm đã có chuẩn bị nên trận hình không hề rối loạn bố cục đâu vào đấy tiếp tục công tới phía trước thu gặt sinh mệnh của người ta bọn họ nhịn định một lưới bắt hết mấy thủ lĩnh của thiên định cả người lùi ra phía sau đi Diệp Phạm nhảy vọt lên như một con rồng vượt ngang vòm trời, lập tức nhằm về phía chiến thuyền cực lớn kia. Nơi đó có viên thần tướng thống lĩnh bình quyền, địa vị không hề thấp. Tại ngoài không trung này, Diệp Phạm vừa phóng lên đến đối mặt với rất nhiều đạo pháp công kích, nhưng cũng không mảy may ảnh hưởng. Thần mình của hắn như một tảng đá lớn nện lên trên chiếc thuyền cổ đồng thau, hai chân như cây đình kim vào trên đó, đánh rách tả tới nơi đó. Rốt cuộc đã đạt tới một bước này rồi đám người hắc hoàng lui ra phía sau dùng trận kỳ ngăn cách phòng trời không cho đại quân vô tận bên kia vượt qua theo dõi sát sao chiến trường lược trận Trên diệp phàm thanh thể diệp phàm thời đại này đã không còn thuộc về ngươi để ta tới nhìn xem người cường đại tới mức nào trên chiếc chiến thuyền một sinh vật hình người vọt tới ánh mắt như là ngọn lửa toàn thân đều là lần giáp bảo tím có một cái đuôi bò cạp đã hóa thành một luồng sáng trong nháy mắt đã phóng tới đây trong thần đình không có thiếu thiên tài còn trẻ đắc trí như Vũ Mạc, cũng không thiếu cả những cường giả thiên công chấn nhiếp thế gian như Vũ Lan, đều là nhân vật phong vân. Bọn họ vốn không phục Diệp Phàm cũng không tán thành với huy hoàng của hắn 300 năm trước. Nhưng là kinh nghe nói, hắn sông lên cổ độ nhân tộc, tĩnh lặng không một tiếng động, đánh giết tứ phương, thì lại cười lạnh không thôi. hiển nhiên, sinh linh không biết là chủng tộc nào trước mắt này thuộc loại có đường tốc độ cực nhanh lập tức sinh linh đó hóa thành một đạo hào quang tím bay chung quanh diệp phàm phát động công kích lùi đình ngay trong phút chốc ấy một đôi bàn tay màu tím bao phủ đầy vảy đã công kích diệp phàm tới mấy vạn lần kết quả tất cả đều bị một bàn tay của diệp phàm chặn lại nhanh như vậy sao hắn hoảng sợ diệp phàm đây là phế bỏ sao ra tay nhanh như thiểm điện một bàn tay ngăn cản hai tay của hắn không sai chút nào nhanh đến làm cho hắn phải hòa mắt cái đuôi bò cạp của sinh vật hình người vảy tím từ phía sau đâm thủng hư không phát ra thành âm sắt đá cọ sát đâm thẳng hướng sọ não của diệp phàm ác độc mà chuẩn xác màu lẹ mà ác liệt loại công kích này khó lòng phòng bị trong quá trình ngay mặt chống đỡ đầu một cái đuôi thiên hạt gài góc bây giờ nhọn hoắt như là chọc tới nếu bị đâm trúng đủ để độc chết đại thánh cuối cùng lại thành toàn cho người khác bàn tay của diệp phàm kia chỉ hơi nhích động đánh phịch một tiếng, bắt được cái đuôi bò cạp lập đánh hạo quang tím kia, dùng lực nhổ một cái. chính cái đánh phù một tiếng, huyết quang bay lên, trực tiếp bị bất tức tiện. Vị thần tướng này gào to một tiếng, toàn thân đều phát sáng, phụ văn đại đạo mạnh nhất của bản thân hắn lưu động, như nước lũ cuốn tới, đánh vào trong cơ thể Diệp Phàm Hắn cho rằng Diệp Phàm đã phế phân nửa, không thể vận dụng pháp tắc trật tự. Đáng tiếc, tuy rằng hắn nhìn thấy Vũ mặc Vũ Lan là bại tướng như thế nào, nhưng tuyệt đối không thể nghĩ tới kết quả trong đó. Bằng không có lẽ hắn sẽ thận trọng hơn. Một tân mảnh nhỏ đại đạo của hắn, tất cả đều xông vào trong cơ thể Diệp Phàm hóa thành đạo hòa rèn luyện cho thân thể Diệp Phàm Rồi sau đó lại đảo ngược quay về, mãnh liệt đánh ngược vào trong cơ thể hắn. Trong miệng của hắn phun ra máu, sự cốt toàn thân gãy đoạn hơn phần nửa bay tung ra ngoài, không thể nhúc nhích. Sát cho ta, ở sâu trong đại quân truyền đến một tiếng ra lệnh lạnh lẽo pháp trận chuẩn đế khởi động các lộ đại quân là mũi nhọn trở thành một bộ phận của đại trận phát ra hào quang vô cùng tận nhằm về phía diệp phạm. chỉ nghe ầm ầm mấy tiếng đại kỳ pháp phới đại quân vô tận như dòng tác đũ sắt thép thổi quét mà đến chấn nhiếp thế gian ủ nhược nghĩa nữ của người chủ thần đình đang đứng trên vòng trời thủy Trung đều không nói gì điều này coi như là một loại thái độ thừa nhận Vậy đã đủ rồi. Một đám kiêu binh hãn tướng sát khí tàng mạnh. Chúng thông lĩnh cùng với kẻ chủ sự ở đối diện xuất lĩnh đại cục tấn công tới. Lưỡi thiết quả lập đánh xé rách hư không, áo sắp bắn ra hạn quảng bốn phía, sát khí sồi trào. bố cục từng đội từng đội chiến binh di chuyển trật tự dựa theo pháp trận chuẩn đế, kéo theo sát khí ngập trời nghiền ép tới hướng diệp phạm. Cả người thật đúng đã có bản lĩnh, rốt cuộc cũng không nhẫn nhịn nổi nữa rồi. Năm đó không dám quyết đấu với mấy vị trí tôn cổ đại, uy hiếp nghiêm trọng đến tánh mạng của chúng sinh kia. Ngày nay lại vung đao đầu sát với người từng xuất lực trong trận chiến đó. Đối ngoại là con thỏ, đối nội lại thật đúng là bạo vương quyết đoán sát phạt như thế. Hạc Hoàng trầm chọc nói mấy câu. Bình sĩ bình thường của thần đình nghe được lời ấy, rất nhiều người đều chấn động thân mình. Bọn họ là đến từ các tộc, tự nhiên biết rõ chuyện 300 năm trước, nên trong lòng có do dự sát cho ta kẻ thông lĩnh đại quần kia thái độ kiên quyết kẻ chủ sự và từng nhóm thống lĩnh mỗi người đều rất lạnh lùng hạ quyết tâm ra lệnh một trận chiến này bạo phát rồi trước trận chiến ai cũng không nghĩ tới một thanh thể tàn phế vân nửa kia lại có thể nghịch thiên ai cũng đều cho rằng thân thể của hắn dù có cường đại mấy đi chăng nữa cũng sẽ bị xử lý dưới pháp trận của chuẩn đế một phường thần đình bọn họ đã tính toán sẵn tình huống xấu nhất một khi giết chết bọn Diệp Phàm phải chịu đựng thế gian bêu danh. Đến lúc đó, mặc dù thật sự phải trả cái giá phải trả, thì cứ đẩy ra một vài người chịu tội thay. Hiện tại cũng không được phép chùn tay, phải hung hăng kéo thánh thể Diệp Phàm rớt khỏi thần đàn, diệt trừ nhân tố không xác định kia. Thế nhưng kết quả của trận chiến lại làm cho mọi người khiếp sợ. Cả thân thể Diệp Phàm phát sáng, đạo văn vô cùng vô tận như trăm sông đổ về một biển. Tất cả công kích nhằm về phía hắn đều bị quần sáng kia thanh lọc, hấp thụ sạch, rồi sau đó hóa thành từng tia, từng tia sáng mở, quay ngược trở về, làm cho một phương thần đình tổn thất không nhỏ. Hơn nữa, theo chiến đấu tiếp tục, loại hiện tượng này không hề có biến hóa gì khác. Thân thể Diệp Phàm mặc dù vẫn đang run rẩy dữ dội, nhưng Thủy Trung không có dấu hiệu ngã xuống. Xa trận chuẩn đế đã tới cường đại nhất, hủy diệt hắn cho ta. Có người giống to. Tam trùng tia sáng thật lớn hạ xuống, đó là tám lộ đại quân của thần đình đồng thời ra tay cùng với phù văn chuẩn đế chân chính xuất hiện không một chút tỉ vết bổ về phía diệp phàm đột nhiên diệp phàm giống như một con hoang thú khủng bố mà thức tỉnh ở khu vực nơi hắn xuất hiện sương mù mênh mông dọa cho mọi người đều lồng tóc dựng đứng ở trước người sau lưng hắn đều hiện ra từng đạo từng đạo thân ảnh là bóng dáng của chủ nhân luân hồi chi tồn quang ám thạch hoàng chủ nhân thần khư chi tồn khí thiên đều xuất hiện tàn ra thần ủy cái thế. Hơn nữa, hư không đại đế, hàng vũ đại đế cùng với mảnh nhỏ của từng kiện, từng kiện binh khí đế trước kia cũng đều hiện lên, phát ra ủy lực kinh người. Đây là sao chứ? Mọi người đều khiếp sợ, cứng họng, nói không nên lời. Mọi người rốt cuộc biết được nguyên do gian khổ của Diệp Phàm vì sao hắn có có thể tiêu trừ bệnh kín. Đó là đạo ngân của trí tôn ngày xưa. Quá nhiều thứ cùng táng trong cơ thể hắn, trấn phong pháp và đạo của hắn ở trong máu thịt của chính mình. Thời điểm này bị áp lực ở bên ngoài quá lớn, những đạo ngân của các trí tôn đang rằng co trong cơ thể hắn kia cùng nhau bị bức phải lộ ra tung tích để chống lại áp chế. Thân thể chuẩn đế à? Thân thể của hắn đã tới gần với chuẩn đế, hoặc là nói đã tới chuẩn đế rồi hay sao? Có người nhìn ra điều khác thường, giật mình kêu lên, khi những thần ảnh các thứ kia đa vào phụ văn xuất hiện. Thân thể của Diệp Phạm trở nên trong suốt, rực rỡ giống như tiền kìm luyện chế thành tàn phát ra uy áp đáng sợ nhất thánh thể lại một lần nữa cuột khởi có lẽ đã không thể cản trở được đây là nhận biết của mỗi người lúc này nếu thần thể đã cường đại như vậy diệp phàm còn sợ gì nữa có lẽ pháp và đạo bị giam cầm sớm muộn gì cũng sẽ đột phá ra đi tới thời điểm đó thiên hạ còn có bao nhiêu người có thể chế phục được hắn tám lộ thần quang tất cả đều bị tàn rã bị hư ảnh những phù văn trí tôn kia tinh lọc, chìm sâu vào trong cơ thể Diệp phàm hóa thành đạo hỏa, rèn luyện khí lực và nguyên thần của hắn. Người ngoài không biết, bọn họ đều nghĩ rằng làm như vậy có thể đả thường được Diệp phàm nên với công kích điên cuồng. Bởi vì Diệp phàm biểu hiện quá kinh người, không chỉ sau 300 năm gian nan sống lại, mà còn có thể vượt qua vực sâu của đời người. Một lần nữa, đi lên tuyệt đỉnh. Có lẽ, hiện tại là cơ hội duy nhất thời dịp thân thể hắn có bệnh nhẹ, tuyệt sát hắn tại đây. Thế nhưng, đây đúng là điều Diệp Phạm đang mong muốn. Hắn ở trung tâm chiến trường để mặc cho đại quân vô tận công tới, dẫn động vạn đạo đam bôi đừa rèn luyện bản thân mình. Tuy rằng thân mình không ngừng run rẩy nhưng ý chí lại không hề bảy may dao động. Giết hắn đi! Từ chỗ sâu trong thần đình có người quát lớn, mà u nhược, nghĩa nữ của người chủ thần đình cũng biến sắc, vội gia nhập đi vào chủ đạo đại trận nàng nhìn ra có điều khác thường, nhưng không có lựa chọn khác. Hôm nay, nếu không hủy diệt Diệp Phạm, sau này thế gian sẽ xuất hiện một địch nhân đáng sợ nhất, uy hiếp tới địa vị thống trị của nghĩa phụ nàng. Lúc này trong thiên địa, mảnh nhỏ đại đạo của tự thân mỗi người trong đại quân thần đình, cùng với đạo văn của Pháp Trần hợp cùng một chỗ như lũ lụt ngập trời, tập trung vào giữa chiến trường, hào quang thông tiên động địa. Diệp Phong ngồi ở đó, bản thân như một tòa tiên lô, cất chứa vạn đạo đó là đạo hòa đang tiêu đốt, tôi luyện thân thể hắn. Mà tới cuối cùng, hắn lại thay đổi. Ở trong mắt mọi người, cái hỏa lò hắn cùng với cái đỉnh đều biến hóa. Đấy không phải là nhân thân. Điều này làm cho mọi người khiếp sợ. Bản thân của mình là đỉnh lô, dẫn ngọn lửa của vạn đạo rèn luyện, săn sóc ân cần chân ngã. Nếu như thành công, thật sự rất nghịch thiền đấy. Hạc Hoàng khẽ nói, còn người nhấp nháy tỏa sáng. Cả thân thể Diệp Phàm trong suốt, lưu quang đầy bảo sắc giống như một thần linh viễn cổ xuất thế với đi bụi bặm sắp sửa hiển lộ ra hắn thật sự sắp đi ra khỏi vực sâu của đời người trở lại là cường giả hay sao thanh thể diệp phàm thật sự một lần nữa sẽ cuột khởi ư thanh thể diệp phàm có thể sắp cuột khởi một lần nữa sao lúc này đây là ý niệm trong đầu của mỗi người tất cả đều kinh ngạc không hiểu một người bị xác nhận là bán phế đã ảm đạm quy ẩn không có hảo quang sáng lạng và từ bỏ con đường phía trước hôm nay lại sắp nghịch thiên giao Trăm vạn đạo ánh lửa từng lũ từng lũ từ bốn phương thiên địa tụ hội đến như mây trời hóa thành phần hào quang rực rỡ nhất chiếu sáng vòng trời vũ trụ Diệp vòng ngồi ở đó tân hóa thành đạo lô đón nhận thanh tẩy của vạn đạo nguyên hỏa bản thân đang tiến hành một loại biến hóa khó có thể nói nên đời Giết hắn đi Con người bên thần đình quát lớn phát động công kích càng mãnh liệt hơn ai ai cũng đều có thể nhìn ra hắn đang phát triển theo chiều hướng tốt lên có lẽ sắp vượt ra thung lũng này một lần nữa leo lên tới tuyệt đỉnh